Vâng, chào mừng các bạn đến với kênh xe máy Phương Nam nhé. Và tiếp theo thì mình giới thiệu các bạn một chiếc Dalim. Đấy, Dalim thì mình sẽ quay lướt qua một vòng nhé. 125. Đấy, xe đẹp máy êm, rồi cũng khá nhiều đồ chơi này. Đấy, xe khá là đẹp nha anh em. Biển số 59B1 86383, giá chỉ có 16 triệu thôi. Vỏ mới nha, có cái chắn bùn này, vỏ mới nha anh em, nhôm xích còn mới này, có cái đỡ sên nha, này đỡ sên này, đó, xe máy móc còn sạch khô ran nha. Máy vô nhiều đồ chơi này, kính kiểu này, một cặp kính bộ kính này, đèn này, tay thắng kiểu này, máy vô đồng hồ này, đồ chơi này các bạn, đồ chơi này. Đòi còi kèn tùm lum hết nha. Đấy, vỏ trước vỏ sau mới, xe đẹp này, bộ độ này. Đấy, bộ kêu nghe sướng lắm nha. Xe đẹp máy êm, đồ chơi khá nhiều. Tay thắng kiểu này, cùng công tắc quá trời luôn anh em nhé. Đồng hồ luôn này. Đấy, giá siêu rẻ luôn, 16 triệu cho anh em. Cửa hàng mình có rất nhiều xe. Anh em ưng được con nào thì cứ kết bạn Zalo hoặc là đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất